Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Nhà đất Nevada, chuyên review nhà đất chính chủ không qua trung gian. Hiện tại mình đang có mặt tại con đường Lương Minh Nguyệt. Cái đường này á, một bên là từ Lũy Bán Bích đi vào và nó sẽ thông ra đường Phan Anh. Đường Phan Anh để mình đi về bên Tân Phú hoặc là đi về bên chợ Bà Hôm, Bình Tân này nọ đó anh chị. Ở ngay đây là mình có Bách Quá Xanh ha, rồi trường học, trường tiểu học, rồi trường cấp 2, trường cao đẳng này nọ anh chị ơi. Đó, cái đường này hiện tại là mấy em đang trong giờ tan tầm rất là đông luôn. Và mình đang hướng ra đường Lũy Bán Bích nha anh chị. Đây, mình đang hướng ra đường Lũy Bán Bích. Đó, trường cấp 2 Hùng Vương. Còn bên phải mình đây là trường cao đẳng công nghệ. Thì ngay cái vị trí này có thể nói là hẻm kế bên, hẻm song song đó anh chị, có một căn nhà đang cần bán chính chủ của anh Bảo Anh. Số điện thoại liên hệ mình sẽ để bên trên góc phải màn hình. Và anh có tiếp môi giới luôn. Nhà bán sổ hồng riêng với mức giá rẻ anh chị ơi. Vị trí rất là gần mặt tiền đường Lũy Bán Bích nha. Đây, mặt tiền đường Lũy Bán Bích. Anh chị đi về bên tay trái khoảng tầm 800m thôi là mình sẽ tới đường Hòa Bình. Sau đó mình quẹo phải là ngay cổng của đầm Sen Nước đó anh chị. Còn cái hướng này anh chị đi thẳng xuống khoảng tầm 500m là mình sẽ tới đường Hồng Bàng anh chị ơi. Mình tới đường Hồng Bàng ha. Sau đó mình quẹo tay phải thì có thể đi về bên chợ Phú Lâm đó. Còn anh chị quẹo tay trái là đi về chợ Minh Phụng nha. Rồi, ngay vị trí này từ đường Lũy Bán Bích ha, thì mình sẽ ôm tay phải vào đây. Ở đây là hẻm 37 Lũy Bán Bích anh chị ơi. Đó, và xe hơi có thể là đậu tới trước nhà được luôn. Bây giờ mình sẽ chạy vào vị trí căn nhà bán hôm nay cho quý anh chị tham quan nha. Đó, anh chị tới đây ha. Rồi, bắt đầu mình ôm tay trái cái là tới nè. Ngay chỗ cái cổng vào xưởng in này nè anh chị. Đó, mình ôm tay trái vô đây. Rồi, trước nhà mình sẽ có một cái khoảng sân chung rất là rộng luôn anh chị. Đây, đây là khoảng sân chung. Và bây giờ mình sẽ xuống vị trí này quay chi tiết cho anh chị xem nha. Và đây là hướng mình mới vừa chạy vào từ mặt tiền đường Lũy Bán Bích nè anh chị. Rất là gần mặt tiền đường Lũy Bán Bích nha. Anh chị có thể đi xe hơi chạy vào cái khu vực này. Rồi, nguyên cái khu vực này nè anh chị, nó là sân chung. Trong đây thì mình thấy nó cũng rất là yên tĩnh anh chị. Khu nội bộ nha. Đây là hẻm cục rồi. Địa chỉ ở đây á, hẻm là 37/7/2 nè anh chị. Quang cảnh một dòng. Chỗ này anh chị có thể là mình đi những cái dòng xe mới ra sau này anh chị, những dòng 4 chỗ á, là anh chị đậu thoải mái luôn. Xe hơi tới trước nhà được luôn. Rồi, quang cảnh một dòng. Đó, nhà ở đây xây dựng cũng cao tầng như anh chị thấy ha. Giống như căn nhà này mình thấy là xây lên tới 4-5 tầng lận. Vị trí căn nhà đang cần bán của anh chủ nhà là 37/7/9. Đây, cái địa chỉ nhà nè anh chị. Dạ, nằm ngay đây luôn. Đó, chị thấy ha, mình bước vào cái hẻm này thì căn nhà nằm ngay đây luôn. Anh chị có thể dễ dàng đưa xe máy vào nhà nha. Đây, bước một bước chân ra đây thôi thì nó là hẻm ô tô rồi anh chị. Thành ra xe hơi, dắt taxi, gáp gì đó, anh chị kêu xe là người ta có thể chạy vô đây quay đầu thoải mái. Đó, nhìn lại một lần nữa nè anh chị. Đó, khá là rộng thoáng với một mức giá cũng rẻ anh chị. Có thể nói là nhà bán mức giá rẻ. Rồi, mình quay sơ cho anh chị ha. Tới đây là hết rồi nè. Đó, tới đây hết rồi. Anh chị thấy căn nhà bên đây người ta xây dựng cũng rất là đẹp nè anh chị. Đó, một trệt hai lầu, ở trên ta làm thêm cái chuồng cu nữa. Anh chị về thì mình có thể là mình ở ngay, hoặc là anh chị muốn thì mình xây dựng mới lại. Rồi, với cái bề ngang cũng rất là ổn nha. Bề ngang là 4m4. Bề ngang lên tới 4m4 luôn. Và chiều dài là 11m5. Nhà này là hướng chánh nam, hơi là tây chút xíu thôi. Xe máy anh chị đưa thẳng vô nhà. Ở ngoài này mình có phòng khách, đồng thời là có cái phòng ngủ dưới tầng trệt, thì nó rất là phù hợp cho người lớn tuổi anh chị. Ở trên tầng lửng á, là nó sẽ có thêm hai phòng ngủ nữa. Hiện tại là nhà lúc trước cho thuê anh chị. Cho thuê á, thì được 8 triệu một tháng. Anh chị có thể là mình mua mình chưa có ở liền á, thì mình cho thuê. Giống như anh chị muốn xây dựng mới á, đó, thì trong quá trình chờ thì mình cho thuê ha. Có sẵn cái máy lạnh bên dưới phòng ngủ tầng trệt. Đó. Rồi bước ra sau anh chị thấy ha, khu vực phía sau này cũng rất là rộng rãi. Bếp này nọ. Rồi, giếng trời nè anh chị. Đó, nhìn xuống dưới nhà mình được luôn nè. Đó, khu vực giếng trời phía sau nhà nha. Đó, nhà vệ sinh. Hiện tại thì nhà này nội thất cũng đơn giản anh chị ha, cơ bản thôi. Bởi vì lúc trước là cho thuê á, thành ra anh chị nào mình mua thì mình có thể là mình về mình dọn mới lại cũng được, mình sửa lại thêm chút đỉnh nữa. Thì mình thấy nhà vẫn còn rất là kiên cố,
tường riêng nha anh chị, đây nè cột của mình nè anh chị, cột riêng hết, mua bán là sổ hồng riêng, ra ký công chứng sang tên luôn. Trước đây thì căn nhà này cũng từng cầm ngân hàng đó, nhưng mà hiện tại là chủ đã lấy sổ về rồi anh chị. Thì anh chị cũng biết là ngân hàng khi mà người ta nhận cầm á, là giấy tờ nó phải chuẩn chỉnh, nó phải ok hết thì người ta mới nhận cầm nha. Rồi bắt đầu mình đi lên trên luôn, tham quan tầng trên cái rồi mình mở sổ hồng luôn đó. Anh chị nào cảm thấy ưng ý với một mức giá rẻ thì có thể là mình liên hệ nhanh, số điện thoại của anh chủ là mình để bên trên góc phải đó anh chị đó. Khu đây chỗ này là khu vực tầng lửng thì anh chị có thể để đồ được rất là nhiều nè đó. Rồi nhìn xuống lại khu vực bên dưới nha, cái giếng trời á, là mình có thể trượt ra trượt vô được để đưa không khí vào bên trong. Thì hiện tại bên trên tầng lửng này mình thấy nó cũng cao ráo, gác này giống như gác gỗ vậy anh chị. Thì khi mà sửa chữa anh chị có thể là mình làm lại thành đà sắt rồi mình làm xem bo lót gạch lên đó chị, thì nhìn nó sẽ rất là mới đó. Bên trên khu vực tầng lửng của nhà có một cái máy lạnh luôn anh chị, hiện tại trên đây là được ngăn cái vách nhôm kính nè. Rồi bên đây có thêm căn phòng nữa. Rồi ok, với cái bề ngang hơn 4 mét thì khá là rộng rãi nha anh chị. Ở đây mình có thể mở những cánh cửa sổ này ra nhìn xuống lại cái đường hẻm bên dưới đó. Nhà quá là rộng luôn anh chị ha, và vị trí thì gần đầm sen, chạy tới đầm sen khoảng đâu đó là 1 km thôi, gần chợ Phú Lâm, gần chợ Minh Phụng, trường học, bệnh viện xung quanh đầy đủ hết, đường Lũy Bán Bích đã được mở rộng rồi đó. Và mức giá của căn nhà này tính theo mét vuông thì chỉ có 80 triệu trên mỗi mét vuông thôi, vừa nhà vừa đất, nhà đã hoàn công anh chị nha. Mua bán căn này là anh chị không có lo về vấn đề mà hoàn công gì hết đó. Ra ký công chứng sang tên cái rột cái là xong rồi. Thì giá bán tổng cho diện tích đất lên tới 50,6 mét vuông anh chị chỉ có 4,2 tỷ thôi, 4,2 tỷ, và giá có thương lượng, giá là thương lượng chính chủ với lại anh Bảo Anh, số điện thoại là 0963 210 042. Với một mức giá bán thì mình thấy nó rất là rẻ anh chị, cho cái vị trí trung tâm như thế này, quay chi tiết hết, không có mình là không có trung gian ha, nếu mà anh chị mua ở là không có trung gian luôn, làm việc ngay chủ luôn. Còn anh chị nào là môi giới mà có khách hàng đang tìm cái nhà yêu cầu cái bề ngang 4m chiều dài xuống 11m đó anh chị, cái này là diện tích tiêu chuẩn luôn á của một căn nhà tại thành phố Hồ Chí Minh, diện tích này là ở thoải mái luôn rồi đó. Thì anh chị có thể là gọi trực tiếp làm việc với lại chính chủ luôn nha. Rồi mình quay lại cái hẻm một lần nữa nè, anh chị nhìn sơ nè, bước một bước thôi đã ra đây là hẻm xe hơi rồi, rất là ok ha. Và đây là sổ hồng riêng của nhà. Sổ hồng riêng có địa chỉ tại hẻm 37 Lũy Bán Bích, phường Tân Thế Hòa, quận Tân Phú. Địa chỉ hiện tại là 37/7/9. Với phần diện tích đất công nhận sử dụng riêng của mình là 50,61m². Đất ở đô thị sử dụng lâu dài. Có công nhận nhà 1 tầng và lửng, tường gạch, sàn gỗ, mái tôn với tổng diện tích sàn là 64,18m². Trên sổ có phần sử dụng chung diện tích 115,76m² là cái khoảng sân đó anh chị. Anh chị nhìn sơ đồ thửa đất bên tay phải như thế này thì nó là nguyên một cái thửa đất rất là rộng lớn. Tương ứng với lại sơ đồ của thửa đất á, thì đây là bản vẽ chi tiết của từng hộ nè anh chị. Từ bên dưới là lối đi chung, khi mà mình đi vào thì cái căn nhà của anh Bảo Anh đang cần bán á, là căn số 7. Bề ngang là 4m4 và chiều dài là 11m5, hướng chánh nam. Còn cái phần mà 115,76m² sử dụng chung á anh chị là cái phần sân phía trước đó. Mua bán là công chứng sang tên. Với giá là 4,2 tỷ có thương lượng, tương đương với 80 triệu trên mỗi mét vuông có tiếp môi giới. Gọi trực tiếp chính chủ qua số 0963 210 042 bên trên góc phải màn hình. Và đây là vị trí của căn nhà nhìn từ trên cao. Xung quanh thì hàng xóm của mình xây dựng khoảng tầm là một trệt với lại 3 lầu đó anh chị. Bên ngoài là cái khoảng sân chung, có công nhận trên sổ luôn. Và anh chị thấy á, từ Lũy Bán Bích mình đi vào nhà rất là gần, mà là hẻm ô tô nữa nên rất là có giá trị. Cái hướng này anh chị đi thẳng thì có thể về Âu Cơ, Trường Chinh, Tân Bình đó anh chị. Từ nhà mình nhìn thẳng ra thì có thể thấy được công viên đầm sen.
cách nhà mình rất là gần luôn anh chị. Và bên dưới đây là cây cầu Tân Hóa. Nếu mà anh chị đi thẳng ra cái hướng này là sẽ tới Hồng Bàng nha. Rồi mình nhìn qua hướng bên tay phải thì anh chị sẽ thấy được vòng xoay Phú Lâm, chỗ siêu thị Cơ Mắt Phú Lâm cũng như là chợ Phú Lâm luôn. Rồi quý anh chị nhìn lại mặt dần của căn nhà một lần nữa nha. Đó, mặt dần của bất động sản này. Rồi bắt đầu bây giờ mình sẽ đi vòng ngược ra lại. Đây, vị trí khoảng sân chung này anh chị có thể đậu xe hơi ha. Xe hơi đưa vào tận nơi, bước vô nhà mình rất là thoải mái luôn. Cái này là cổng sau của cái công ty in đó anh chị, thành ra là anh chị đậu xe được ha. Cái cổng chính ta đi hướng này vô nè. Đó, cổng chính bên tay trái mình anh chị. Rồi bắt đầu bây giờ mình sẽ đi ngược ra. Chung thì cái vị trí này mình thấy nó cũng dễ hình dung, dễ tìm. Giờ mình chỉ quay thêm một vài hình ảnh cho quý anh chị nào ở xa á, thì mình coi được đường xá bây giờ phát triển như thế nào thôi. Đó, từ nhà mình chị, anh chị thấy là mình chạy ra ngoài mặt tiền lũy bán bích rất là thoải mái luôn nha. Rồi mình ôm tay phải. Ở đây thì siêu thị tiện lợi, trường học, bệnh viện, chợ các thứ là đầy đủ hết rồi. Con em mình ở đây, anh chị thấy đầu clip là mình quay những cái trường anh chị. Nó đi bộ qua chút xíu là tới rồi. Rồi bắt đầu mình chạy chút xíu thôi là tới cầu Tân Hóa nè anh chị. Ở cái vị trí này anh chị có thể ôm tay phải nha, đi đường bờ kè. À, đường bờ kè cũng rất là đẹp rồi anh chị ơi, làm chỉnh trang lắm. Anh chị đi đường bờ kè là mình cũng đi vô chợ Phú Lâm được luôn. Hoặc là anh chị đi theo cái hướng mình đang chạy, đi thẳng ra gặp đường Hồng Bàng, sau đó mình ôm tay phải là cũng tới chợ Phú Lâm. Còn anh chị ôm tay trái là đi về bên chợ Minh Phụng nha. Đây là đường Đặng Nguyên Cẩn cắt ngang nè anh chị. Đường Đặng Nguyên Cẩn này anh chị quẹo phải cũng đi về chợ Phú Lâm được luôn. Nói chung là vị trí rất là dễ dàng, đi về chợ Phú Lâm, về bên Cô Mắt Phú Lâm, gần bến xe miền Tây nè. Gần những cái bệnh viện lớn như là bệnh viện quốc tế, bệnh viện Triều An 115. Anh chị nào mà mình có định hướng ở khu vực quận 6, quận 11, Tân Phú thì căn nhà này là mình thấy ok. Với mức giá rẻ mà diện tích lớn anh chị ha. Để tìm được diện tích nó 4 nhân cho hơn 4 mét luôn, bề ngang hơn 4 mét luôn, nhân cho 11 mét rưỡi. Thì vị trí này mình thấy rất là ok. Rồi bắt đầu ngay đây, anh chị có thể là mình ôm tay phải đi xuống bên dưới, hoặc là anh chị đi lên trên cầu cũng được. Đường xá bây giờ làm rất là chỉnh trang anh chị. Nếu mà anh chị đi lên trên cầu á thì anh chị sẽ đi qua cây cầu này ha. Đây kêu là cầu Ông Buông, để mình đi về bên chợ Phú Lâm. Còn anh chị đi hướng ngược lại thì mình có thể là đi về bên chợ Minh Phụng, sau đó mình kết nối vô bên chợ lớn anh chị, khu chợ lớn á, chợ Bình Tây, chợ Kim Biên. Nói chung vị trí này thì anh chị đi qua quận 5, quận 10 vô cùng là thuận lợi. Còn anh chị đi đường Lũy Bán Bích á, thì mình sẽ kết nối vào bên Tân Bình, Tân Phú, đi về sân bay anh chị ơi. Ở cái bảng này anh chị đi về chợ An Đông nè. Còn quẹo phải đó là đi về đại lộ Võ Văn Kiệt. Hướng này là mình đi về dòng xoay cây gõ nè anh chị. Tới dòng xoay cây gõ quẹo phải là tới chợ Minh Phụng. Hoặc là anh chị quẹo tay trái đi xéo lên là đường 3 tháng 2, một tuyến đường huyết mạch. Vị trí này thì dân cư cực kỳ đông, thuận lợi đi tất cả các quận trung tâm anh chị nha. Nói chung thì mình chạy một vòng để quý anh chị nhìn được cảnh quan. Còn nó thì nhà này á, mình thấy là rất là dễ tìm rồi anh chị ơi. Đứng từ đầu đường hẻm 37 đi vô chút xíu là tới rồi. Thì mình nhắc lại thông tin, ngang 4m4, dài 11m5, hướng chánh nam, giá bán 4,2 tỷ, có thương lượng, tính theo mét vuông là khoảng 80 triệu thôi. Có tiếp môi giới luôn, anh chị gọi số 0963 210042 gặp chính chủ. Mình xin cảm ơn. Xin cảm ơn quý anh chị mình đã theo dõi kênh. Nếu thấy hay nhớ nhấn like, đăng ký kênh. Và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của Nhà Đất Nevada. Xin chào. Anh chị là chính chủ có nhà cần bán hoặc cho thuê, hãy truy cập website nevada.vn và để lại thông tin, hoặc gửi đến số Zalo 0847900089 để được hỗ trợ nhanh nhất.